tháng 8 âm lịch là lúc mùa đánh bắt cá chạch bắt đầu. Có nhiều cách để đánh bắt loài cá này, nhưng phổ biến nhất là giăng lưới bén. Với nhiều nông dân như ông Nguyễn Văn Hùng ở xã Thường Thế Hậu A, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp, thì đây là niềm vui khi con nước về. Từ đầu mùa, ông chuẩn bị 40 tay lưới, trung bình mỗi ngày thu về từ 6 tới 10 kg cá chạch đồng. Công việc có nhọc nhằn nhưng đổi lại có thêm đồng ra đồng vô. Cá chạch ở theo vùng đất á, bùng chỉnh á, chọn khu vực nó chỗ miếng đất gì nè. Nó mới có nhiều. Có một cách bắt cá đồng ở vùng này nữa, đó là giăng lưới đuổi cá. Bằng kinh nghiệm, sau khi thả lưới, người dân dùng cây đập liên tục vào nước để tạo tiếng động đuổi cá. Giăng rồi mình thục, mình đuổi á, thục gầm gầm gì đó, có cây thục nè, thục rồi nó cá nó nghe thì nó chạy là nó dính lưới à. Có cá là dính à. Lưới này là bổ xuống là đập đuổi hơi là cuốn liền là ngày 3-4 giác khi 4-5 giác. Trời gió chứ cũng 10 ký, mười mấy ký. Ở các vùng ngập nước của xã Phú Thuận A, Phú Thuận B, huyện Hồng Ngự, thời điểm này người dân cũng vào mùa kéo trứng nước. Nhiều người gọi đây là lộc trời, mỗi năm chỉ trổ lên khoảng chừng 2 tháng. Con nước về mang theo bao niềm vui, bao ước vọng ấm no. Và những khoảnh khắc hòa mình cùng thiên nhiên của người dân cũng tạo nên cảnh mưu sinh đầy sống động và chỉ có ở mùa nước nổi miền Tây.